Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước thì mình đã có một chuyến khám phá khá là may mắn khi mà tìm được một ngôi làng mới nè, rất là thuận lợi để mình có thể sinh sống trong thời gian sắp tới luôn. Ngoài ra thì mình còn có được một cô bạn gái nữa. Nhưng mà cô bạn gái đó đã hy sinh sau khi cố gắng bảo vệ mình rồi các bạn ơi. Bị nguyên một con bắc man cực bự nó ăn thịt á. Nên trong ngày hôm nay mình sẽ làm một cái nơi để tưởng nhớ lại cái cô bạn gái đó nha. Mình cũng không muốn cái sự hy sinh đó diễn ra đối với cô bạn gái của mình đâu. Nhưng mà khi mình đến thì nó đã quá muộn rồi. Đành chấp nhận số phận thôi chứ biết sao giờ, vậy là lại tiếp tục cô đơn rồi các bạn ơi. Có vẻ mình không có duyên với những người bạn trong đây ấy. Cứ quen ai thì một thời gian sau cũng ngủm củ tỏi hết trơn à. Còn có mình chơi ở đây ha. Rồi và phía dưới này thì mình sẽ cho vào một cái rương nhá. Và trong cái rương này thì mình sẽ dành tặng những thứ mà cô bạn gái để lại cho mình. Ok, tạm thời thì đặt theo hình như vậy đi. Đó, trang trí bằng những cái guốc nhá. Rồi hy vọng là mình sẽ có sinh sự may mắn hơn trong thời gian sắp tới và không để đánh mất đi bất kỳ người bạn nào nữa nhá. Và ở đây thì chưa có tên hả ta? Mà cô bạn gái mình cũng chưa đặt tên nữa. Ừ, quên mất. Mấy cô bạn gái thì thường thường sẽ rất là thích hoa luôn á. À đây 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 đây, ở đây có hoa hồng nè, để mình hái một ít hoa tặng cho cô bạn gái nhá. Nhưng mà bác nhân làng này chơi trò mạo hiểm vậy. Một xíu nữa là rớt xuống cái khe nứt này rồi. Hồi nãy mình mà bất cẩn á, đụng nhẹ vô dài thôi, thế nào bắt đó cũng rớt cái bẹp xuống dưới cho coi nè. Ui xích nữa thì mình để bác. Bác nhân lại xuống dưới, nhưng mà ở đây con này đi ra chỗ của bạn gái tôi, đi ra chỗ khác. Con này lại đây định phá cái chỗ của bạn gái tôi hả vậy? Tôi xây cho bạn gái tôi mà. Lại phá chỗ bạn gái mình mà còn á, kêu tùm sùm nữa. Bó tay con đó thiệt luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cắm hoa lên chỗ của cô bạn gái nha. Đây hai cái hoa màu hồng ở hai bên giống như vậy. Rồi, mong rằng sắp tới mình sẽ có thể có nhiều may mắn hơn. Bây giờ thì mình sẽ vào trong để bắt đầu công việc trong ngày hôm nay thôi. Và trước khi làm công việc ngày hôm nay á, thì mình muốn review sơ qua ở tập trước. Mình có nhặt được những cái viên đá vô cực nè các bạn ơi, dùng để làm cái găng tay của Thanos đó nha. Và còn có thêm một chiếc xe đồ chơi nữa. Nhìn sơ qua thì cái xe này khá là nhỏ đúng không? Đây nè, cái xe nó nhỏ như vậy nè, nhưng mà nó lại có một cái công dụng rất là đặc biệt luôn á. Để một xíu thì mình sẽ review cho các bạn xem. Giờ thì mình sẽ làm cái công việc chính của mình là chế tạo một vài thứ cần thiết thôi. Đầu tiên á thì mình sẽ đặt những cái bàn chế tạo theo công thức giống như vậy, một cái wooden hammer ở giữa nè, và sau đó là những cục đá nhẵn ở xung quanh để tạo ra một cái bàn chế tạo hammer á. Vì mình muốn đi mai trong ngày hôm nay á để tìm thêm những cái loại khoáng sản khác á. Và mà một cái hammer thì mình cần phải có khoảng 10 viên kim cương nè, kèm theo đó là 4 cái que lợn. Đây mình sẽ làm thêm một ít cái que nữa giống như vậy. Rồi và sau đó đặt theo công thức như vậy. Đó, vậy là được nguyên một cây hammer bằng kim cương rồi. Bên cạnh đó thì hammer kim cương á, nó chưa đào nhanh đâu các bạn ơi, nên mình sẽ nâng cấp lên một tí nhá. Và để làm được một cái bàn enchant thì mình cần phải có sắt nè, rồi hắc diệm thạch cũng như là kim cương nữa. Mình sẽ lấy ra hai viên kim cương và đặt theo công thức giống như vậy. Đó, vậy là được thêm một cái bàn enchant rồi. Nhưng mà bàn enchant này là thường thôi đúng không? Mình sẽ nâng cấp nó thêm một lần nữa giống như vậy. Và cần phải có thêm mắt của Ender nè, rồi cũng như là vàng, và thêm một cái quyển sách và bút lông nữa chứ. Đây mình sẽ đổi ra vàng. Và hy vọng rằng có thể ăn nhanh theo công thức đi để tiết kiệm thời gian. Ý hình như mình còn thiếu cái gì ta? Ủa mình thấy đâu có thiếu gì đâu, đủ đồ rồi mà. Chắc nó bắt mình với chế tạo bằng tay á, khó khăn thiệt á chứ. Nè gì nó mới chịu nè, thấy không? Và cái này thì nó cũng phải cần có sách ở xung quanh nữa các bạn ơi, mà mình chỉ mới có 4 kệ sách thôi, nên mình sẽ làm thêm một vài kệ sách nữa nhá. Đổi ra ván nè, rồi ấn nhanh theo công thức của kệ sách thôi. Đó, được 14 cái nữa là 18 cái luôn, dư sức để làm 30 level enchant luôn á. Nhưng mà cái làng này không có cái nhà nào bự bự để mình đặt cái bàn enchant hết ta. Không có cái nhà nào đủ to hết á. Nhà này thì hơi bé. Chắc giờ mình đặt tạm ở ngoài sân quá. Nhưng mà ngoài sân lỡ ban đêm rồi quái nó tấn công rồi sao? Hay là mình đặt trong này nha. Trong này cũng được á. Để bây giờ mình sẽ chặt cái phần ở phía dưới này ra nè, để mình có thể đặt cái bàn enchant vào giữa nha. Đó, vậy là vừa đủ luôn rồi. Và đặt cái bàn enchant vào giữa thôi. Và ui lọt lọt. Cái nhà này nó nhỏ quá. Để xíu mình có gì mình nâng cấp nó lên. Và khi cho cái này vào
Đó, mình có thể kéo lên hiệu suất 5 luôn nè. Và nó tốn 26 level lận á. Nhưng mà đánh đổi 26 level để lấy cái dòng hiệu suất 5 thì mình cũng chấp nhận luôn, chứ biết sao giờ. Cho nó một xíu chậm hỏng để có thể sử dụng tốt hơn nè. Đó, vậy là kỳ Hammer của mình đã được nâng cấp lên rồi. Và mình có thể bắt đầu chuyến đi mai trong ngày hôm nay luôn. Rồi, và công việc chế tạo cái Hammer và nâng cấp nó lên đã xong. Giờ thì mình sẽ bắt đầu test cái công năng đặc dị, à không, cái chức năng đặc biệt của cái xe đồ chơi này nhá. Thấy mình cầm trên tay, các bạn có thấy nó nhỏ xíu không? Nhưng mà khi mình giữ chuột phải và biến hình, ta-da! Các bạn có thấy gì chưa? Đây là một chiếc xe đồ chơi có thể mặc vào được các bạn ơi. Nè, giờ mình đã biến thành một cái con robot xe đồ chơi rồi nè. Và không chỉ vậy đâu, nó còn có khả năng biến hình nữa cơ. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu biến hình luôn cho các bạn xem này. Siêu robot biến hình. Búp. Đó, mình thành một chiếc xe ô tô rồi nè. Rồi, và giờ thì mình sẽ thử chạy nhá. Đó, tốc độ hiện tại là... Ui, ui chết rồi, xe chìm rồi. Cái xe này hơi khó điều khiển các bạn ơi. Đó, và tốc độ hiện tại là bốn mấy năm mấy rồi đúng không? Nhưng mà khi mình nẹt nè, chuẩn bị mình nẹt nhá. Nẹt nè. Nó đã tăng lên thế 90 mấy luôn. Ui. Các bạn còn ui chui chui, đổ xuống nước luôn rồi. Xe này quá xịn các bạn ơi. Chạy vượt qua cảnh một cái khúc sông nó to đùng luôn. Tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó chạy rất là nhanh nhá. Ui được thiệt sự luôn các bạn ơi. Ui, cái này không biết có bắn súng được không ta? Mình chưa biết nó có bắn súng được không nữa, nhưng mà tạm thời thì mình thấy nó chạy rất là nhanh luôn nè, và trở lại thành hình dạng robot. Đó, và nó sẽ cho mình full cái ống giáp luôn nha, chứ không phải dạng ít đâu. Nói chung thì ý hình như mặc cái này mình còn lùn hơn đúng không ta? Ủa nhưng mà nhìn cái này mình thấy mình lùn quá à, chưa cao được nổi hai block á. Mà chui vô cái chỗ này thì không được. Và trước khi đi thì chắc mình sẽ trở về nhà để mình có thể lấy cái ba lô nhá. Có ba lô thì mình có thể chứa được nhiều đồ hơn. Rồi, vô nhà thôi. Giờ đã có bộ giáp robot rồi. Cái này á nó cũng chế tạo được nhưng mà rất là tốn kém luôn. Ở đây á thì mình cần phải có Transformium để có thể làm được cái Transformium helmet á. Và con nào mình sẽ lấy cái ba lô này đi, vì nó có một ít gỗ bên trong. Và thức ăn thì mình sẽ ăn mua cái này có thịt nè, để mình nung thịt ra đi. Xíu về thì có cái mà ăn nữa. Trên đường đi nếu có cái gì lấy và ăn được á, thì mình sẽ lấy thêm nhá. Rồi, và táo vàng thì chắc chắn phải đem theo rồi, để phòng trừ trường hợp bị quái xịn tấn công. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái chuyến đi mai trong ngày hôm nay luôn thôi. Mong rằng với cây cúp vừa được enchant này thì mình có thể tìm được nhiều loại khoáng sản và đào tốt hơn nhá. Nhưng mà mình cần phải tìm cái hang trước cái đã. Ui, các bạn coi kìa, robot cầm cúp nhìn đẹp cực luôn á, vừa đẹp vừa ngầu nữa. Wow, các bạn có thích cái con robot này không? Chứ mình là cực kỳ thích cái hình dạng robot này luôn á. Ngoài robot ô tô thì còn có rất là nhiều dạng robot khác nữa. Để sắp tới mình có nguyên liệu, mình chắc chắn sẽ chế tạo hết cho các bạn á, cùng chiêm ngưỡng luôn. Rồi, và trước khi đi cái con này hồi nãy định bay lại ha, phá chỗ của bạn gái mình nè. Ui nhưng mà cái giáp này nó yếu à. Ây da, giáp mình yếu quá các bạn ơi. Đẹp thì đẹp thiệt đó nhưng mà yếu hả? À. Ui suýt chết rồi nè. Ăn cái này vô để cho nó hồi máu nhanh hơn. Ui đẹp thì đẹp thiệt đó nhưng mà nó yếu xìu à. Hơi tiếc đó nha. Ấy mà khoan, hình như mình vừa nhấc vứt mấy cái hạt uranium thì phải, mấy hạt vàng vàng á các bạn ơi. Đây nè. Vừa đúng rồi, uranium, hạt uranium thì mình có thể nén lại và tạo thành những cái uranium ingot á, sử dụng vào việc chế tạo những cái món vũ khí tối thượng á, hơi bị xịn sò luôn. Rồi giờ thì mình sẽ ngó bên đây coi coi có một cái hang nào không nhá. Bên này có nhiều mấy con giun quá, mình sẽ chạy nhanh qua. Ui chui. Khi bị quýnh thì mình sẽ biến lại thành dạng người, dạng robot đó các bạn ơi, không phải ở dạng xe nữa, nên cần phải lưu ý á. Ui sao hết biến hình được rồi. Kỳ vậy. Ui nó quýnh mình phát hình như mình, hay là, ủa sao vậy ta? Giờ mình hết biến hình được rồi, không biết nó bị gì nữa. Chắc phải có thời gian để hỏi hay sao ấy. Rồi giờ thì mình sẽ coi coi có cái hang nào không. Mình cần một cái hang cơ. Ui ăn trộm, ăn trộm. À không, ăn cướp chứ, mấy tên này ăn cướp chứ không phải ăn trộm đâu. Ăn cướp, ăn cướp hả? Dám chống với robot. Robot nha, robot có kiểu đấy. Và còn biết tấn công nữa cơ.
rồi và nó sẽ rơi ra những cái sapphire mình sẽ nhặt vào nhá. Cũng như là cái này là red diamond luôn. Red diamond thì mình có thể sử dụng để làm những bộ giáp siêu anh hùng nên mình sẽ nhặt vào luôn nhá. Rồi và coi biến hình được chưa? Ủa không biết nó dính hiệu ứng gì mà không cho mình biến hình ta? Mình không biết nữa. Rồi và coi coi có hang chưa nào. Ủa phải tính ra tìm cái hang cũng khó dữ ta. Ủa đây nè, cái này có phải cái hang không? Ui cái này hang dở rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ đào trước mấy cái sắt trên này cũng được. Nó các bạn có thấy giờ đào nhanh hơn hẳn không? Vì cây hammer sẽ đào được 3x3 nên mình rất là thích chế tạo nó luôn. Ui cái này nó có hang dẫn xuống sâu bên dưới nè. Được được được. Mấy cái quặng nhỏ như vậy thì mình sẽ sử dụng cúp, còn kiểu như nó có nhiều hơn hai á thì mình sẽ bắt đầu sử dụng hammer để cho nó tiết kiệm thời gian hơn nhá. Và đi tiếp thôi nào. Ui chưa gì hết là nó nó cùng đường mất tiêu rồi. Nếu không có hang thì mình sẽ tự tạo ra một cái hang dành riêng cho mình bằng cách đào thẳng xuống phía dưới nhá. Ui và ở đây còn có sắt đen nữa nè, hên thiệt á. Ui nó có cái hang nhỏ nè, để thêm than đi, tại vì trên nhà mình nó cũng gần hết than để làm chất đốt rồi. À, để mình đào qua đây và kiểm tra nốt luôn. Ui nước tràn bờ đê. Và coi nào, phía trên này có cái quặng gì khác không? Trên này thì nó chỉ có sắt thôi à. Bây giờ thì mình mới gặp nhiều sắt á, chứ lúc trước mới xuống hang toàn là sắt đen thôi, mà sắt đen đâu có làm được mấy cái dụng cụ với xô nước đâu. Cái này là magnesium hả? Cái này có nung ra được không ta? Cái này thì mình có thể nung ra để cái này cũng cần. Ủa cái này hơi bị cần luôn ấy. Để làm một bộ giáp siêu anh hùng mà mình nghĩ sẽ rất là nhiều bạn thích luôn. Rồi và giờ thì mình sẽ cứ thu nhặt nó trước đi. Còn sắt nè, mình sẽ đào nốt luôn. Cái này nè. Ơ nhưng mà khoan, bây giờ là tầng thứ mấy? Tầng thứ 43. Mình dám cái các bạn, đây là kim cương giả nè. Đó, biết liền mà. Trời ơi, dụ mình á, mình bớt ngấp rồi đi chứ bộ. Tưởng đâu mình mê tới mức á mà không phân biệt được kim cương thiệt, cương giả hay sao. Mơ đi. Rồi giờ thì lấy thêm ít sắt đen và xuống phía dưới này coi. Ây da, mau đói quá. Không biết sao mình mau đói với ta, hay là tại mặt bột giáp này cái nó tốn nhiều cái năng lượng hơn khi mà di chuyển nhờ. Cũng có thể lắm á. À mình biết rồi. Trời ơi con quái kia nó quýnh mình một phát mất tiêu cái ủng rồi. Tao nào mình không biến hình được á. Trời ơi thì ra con quái nó cắn mình một xíu mất cái ủng rồi. Ủa sao kỳ ta, giờ mình mới để ý luôn á. Mất cái ủng rồi nào mình không hay luôn. Trời buồn ghê thiệt á. Mình núp quá à, mình không, như không sử dụng cẩn thận làm mất hết cái ủng rồi. Hay là mình cất nhầm ta. Để xíu mình lên trên mình kiểm tra thử thêm một lần nữa coi. Chứ không có full set đồ là không có biến hình được đâu. Này có titanium nè, mình sẽ đào mang về luôn. Và hình như cái này mình còn có thể nè, bật bản đồ dưới hang được không? Ui bật bản đồ dưới hang nó đen thui. Không có nhìn được cái bản đồ dưới hang á. Và mình sẽ bắt đầu đào thêm xuống phía dưới một tí nữa nha. Giờ mới tầng 30 thôi. Khi nào xuống tầng thứ 11 thì mình sẽ bắt đầu đào thẳng về phía trước để tìm thêm nhiều loại khoáng sản xịn hơn nha. Và ở đây thì nó có những cái khói nhiễm phóng xạ nè, mình cũng có thể lượm nhưng mà cần phải cắt vào cái ba lô riêng cơ, giống như vậy nè. Như vậy thì mình mới không bị nhiễm phóng xạ được. Và cái quặng đó thì mình sẽ sử dụng vào việc làm bộ giáp của Hút á. Khổng lồ xanh cũng khá là mạnh đó nha. Cái này là surprise thì mình không cần. Đào cái phía trên này đi. Rồi được cái gì đây? Ủa cái này là Palladium. Palladium được được 4 rồi hả ta? Nó cũng khá là tốt để sử dụng. Nói chung thì hầu hết mấy cái quặng trong này á đều dùng trong việc chế tạo giáp siêu anh hùng á các bạn ơi. Nên khi nào có thể đào á thì mình sẽ cố gắng đào về để xài luôn nhá. Ui có lóc Emerald nè. Ui Emerald thiệt luôn. Ui hên vậy ta. Chưa hết gặp được nguyên một block Emerald luôn nè. Rồi và bây giờ thì mình đã xuống tầng thứ 13, 12 và 11 rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu đào thẳng về phía trước để đi tìm thêm những cái loại khoáng sản xịn hơn nha. Rồi giờ thì bắt đầu thôi nào. Ui, chưa gì mình đã gặp được khối kim cương luôn. Wow, hên thiệt á. Ui, có vẻ hôm nay là một chuyến đi may may mắn của mình rồi nè. Cái này là quặng sapphire hả? Lượm luôn. Lượm thêm sắt đen luôn nè. Đào một tặng được cả đống luôn chứ. Cái này là ruby luôn. Ruby cũng lượm luôn. Nhưng mà mình cần phải vứt thêm mấy cái thứ không cần thiết đi á, để hôm hồi không có không gian mà đào tiếp được.
Rồi đào càng nhiều càng tốt thôi. Ủa tính ra càng sâu xuống phía dưới thì càng có nhiều khoáng sản xịn mà mình có thể khai thác các bạn ơi. Tungsten nữa. Tungsten là một trong những thứ mình rất là cần luôn. Rồi lượm về thôi nào. Được 5 cái tungsten. À, cái này là magnesium hả? Lượm luôn nè. Wow, cái này là meteorite. Cái này hình như là thiên thạch hay sao ấy. Ừ đúng rồi, thiên thạch này có thể làm giáp hay sao nè. Chưa chưa chưa, để mình kiểm tra lại đúng luôn. Wow, cái này là... Ủa cái này là meteorite chip hả? Ủa? À, chết rồi, nhầm mà nhầm. Cái khối meteorite kia kìa mới 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 làm giáp cơ. Trời ơi, mình nhớ lộn mất tiêu rồi. Tại vì trong đây nhiều khoáng sản quá. Ủa có thêm meteorite nè. Wow. Và hình như khi đào sâu xuống phía dưới lòng đất á, thì mình sẽ bị giảm tầm nhìn đó các bạn ơi. Giờ mình kiểu như có cái lớp sương mù ở phía trước á, nên cũng khá là khó để quan sát á. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại tầng thứ 11 để tiếp tục hành trình đi tìm thêm những loại khoáng sản xịn ở trong này nhá. Có Lightning Stone nè. Lightning Stone này nói chung tỷ lệ ra nó rất là ít luôn các bạn ơi. Cái này là Titanium. Đúng luôn. Wow, mình gặp được Titanium rồi nè. Và Emerald nữa. Wow, trong đây Emerald ấy, nó xuất hiện cả đống trong một chỗ luôn ấy. Đào hơi bị thích luôn. Rồi giờ, và giờ thì mình sẽ tìm đường để đi lên trên trước cái đã. Đây, có đường lên trên rồi. Cái này là Titanium hả? Đào luôn. Đó, có vàng nữa chứ. Ui, lâu lắm mới gặp vàng nè. Đào luôn, và nãy giờ mình đào cũng được một đoạn rồi á. Nhưng mà cũng không được nhiều khoáng sản cho lắm các bạn ơi. Chắc bây giờ mình phải rẽ về hướng khác thôi. Đây, rẽ về hướng bên đây đi. Có Amethyst nữa. Ui và thêm lớp Emerald. Đổi hướng cái đổi giận liền. Có quá trời khoáng sản mới nè. Đào luôn. Nhưng mà cần phải vứt bớt đá ra ngoài á, để hôm hồi không có không gian mà nhặt đồ mới nữa. Có thêm vàng lụm luôn nè. Sắt thì mình chắc mình sẽ ít đào lại quá. Tại vì bây giờ mình đào sắt á, mà ở nhà mình có cả đống mấy cái khối sắt rồi. Đào nó sẽ tốn thời gian á, nên mình sẽ ưu tiên đào mấy loại khác thay vì là đào sắt nhá. Ui mình bất cẩn quá. Mình mình cúp mình đào nhanh quá, mình đào nhầm cái quặng tròn rồi. Nó ra cái hống kiến lửa nè. Ý nhưng mà kiến lửa này cũng hay nha. Các bạn có thấy nó rơi ra nhiều kinh nghiệm không? Nó farm kiến cũng như là một cách để farm kinh nghiệm luôn. Rồi đi tiếp thôi nào. Thì bây giờ chủ yếu là mình cần những cái Black Iron là chính thôi các bạn ơi. Tại vì bộ giáp siêu anh hùng đầu tiên mà mình cần chế tạo á, nó yêu cầu khá là nhiều Black Iron luôn. Nên khi gặp được thì mình sẽ cố gắng đào về. Và mình lại quên đi một thứ không thể thiếu khi đi mai, đó chính là mấy cái xô nước rồi. Trời ơi hậu đậu quá. Nhưng mà không sao, mình có mấy block đá để lấp hồ lava mà, nên cũng không cần phải quá là lo lắng. Và tiếp tục đi về phía trước để đào sắt đen nè. Rồi đi tiếp thôi. Cái này là redstone hả? Cái kim cương đỏ nó cũng khá là giống redstone nhá. Ấy da, trời ơi, con kiến này cắn lén hả? Nên mình cần phải nhìn kỹ khi đào những cái quặng màu đỏ đỏ nhá. Emerald thiệt nè, đào về. Rồi và ui, khói khói nhiễm phóng xạ. Được được nha, để mình trèo lên đây để mình đào khói nhiễm phóng xạ trước cái đã. Hai khói luôn, ba khói. Nhiều như vậy. Rồi cất 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 vô trong liền nè, chuẩn bị. Bước cái này ra. Bước ra rồi 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 cất vô. Nó đem hồi bị nhiễm phóng xạ chết queo á. Rồi coi nào, mình đang tầng thứ 14 mà, xuống một xíu đi. Tầng thứ đây 11 rồi. Và tiếp tục đào về phía trước nhá. Coi nào. Kim cương. Một viên. Đừng đừng có mất, đừng có mất. Vứt đá cội ra. Đó, và được bao nhiêu viên đây? 3 viên rồi. 4 viên. Được 4 viên kim cương luôn các bạn ơi. Ấy thêm thêm một cái quặng phóng xạ khác nè, để mình tranh thủ mình nhặt vào cái ba lô luôn. Cẩn thận cẩn thận. Đây đây đây, cắt một cái. Nè 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 nè, kim cương đỏ nè. Đó, các bạn có thấy kim cương đỏ chưa? Đó, đào ra một cái. Mình cần cái này để làm giáp xuyên hồn á, nên cần phải nhặt cho kỹ vào một tí. Rồi, và trên này là Emerald, nên mình sẽ đào luôn. Nói chung hôm nay đi may hơn thiệt luôn á. Gặp được khá khá lộ khoáng sản mới luôn nè. Và mình sẽ để dành một ít để làm mẫu, rồi khi nào cần xuống dưới khu mỏ đào cho nó dễ hơn. Và dưới này mình đã phát hiện thêm một ít viên nữa, và có tổng cộng là 7 viên kim cương rồi. quá đã, có thêm sắt đen nữa chứ. Đào hết mình luôn đi. Ui, được á, cả đống sắt đen rồi nè. Vậy là sắp tới thằng hồ mà chế tạo luôn. Và lại là, ê, cái này là ruby rồi.
mừng ngọc tưởng đâu gặp kim cương đỏ nữa chứ. Cắt vô trong bớt đi để đỡ chón chỏn hơn nè. Mấy cái lướt bé thì xíu thì mình sẽ bắt đầu mở luôn nhá. Rồi và giờ thì đi tiếp thêm một đoạn nữa coi. Sapphire. Sapphire này mình cũng có thể farm từ mấy tên cướp á, nên cũng không quá cần thiết đâu. Nhưng mà nếu gặp thì cứ đào đi các bạn ơi, vì nó miễn phí mà. Ở đây là tầng 11 nữa. Nãy giờ mình đào vẫn đúng tầng các bạn ơi. May quá may quá. Và phía trên này là nọ 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 kiến nè, ổ kiến đó nó dụ mình á, nên không nên đào đâu. Và đi tiếp về phía trước thêm một đoạn nữa nha. Hy vọng là có thêm kim cương trước khi mình trở về. Ồ, có một cái hang Lightning Stone, đào luôn. Emerald thiệt nha. Chưa chưa, để mình vứt bớt đá cuội cái đã. Nhiều đá cuội quá à. Tại vì mình đào 3 x 3 một lần á, nên rất là nhiều đá cuội nó rơi vào kho đồ mình luôn. Emerald thì cứ khai thác về đi. Ê, các bạn có thấy trong này nhiều Emerald không? Có kim cương nữa. Ui, cái này đi mai ấy, vừa nhặt được kim cương nè, vừa nhặt được những cái khối kim cương nữa, hơi bị thích luôn á nha. Trên này có uranium, mình sẽ đào nốt mang về luôn. Và bây giờ mình đã được 26 level rồi nè, lại quay mình lại được 30 level và có thể tiếp tục enchant rồi đó. Nhưng mà mình sẽ đi dành kinh nghiệm để enchant cái bộ giáp trên hết nha, nhất là cái bộ giáp của chiếc xe ô tô hồi nãy á, để không thôi nó mau hỏng cực luôn. Dưới này có thêm Lightning Stone, mình sẽ khai thác mang về. Không biết dưới này có kim cương không ta? Biết đâu dưới này lại có thêm kim cương mình mang về sao? Chưa chưa, qua đó kiểm tra trước đã. Nhưng mà ở đây có cái này là Titanium nè. Mình sẽ đào về luôn. Hên quá, không có lava. Ui, mất hình cái rồi. Hơi tiếc á. Tại vì Titanium trong này nó không có nhiều lắm các bạn ơi. Cần phải tranh thủ nhặt từng cái. Và bên này thì có Lily thôi. Không có kim cương rồi. Trở lại cái cúp đầu và khám phá tiếp cái hang này trước khi trở về thôi. Và cái này là Enneron Crystal hả? Giờ mình chưa cần á, nên không cần phải quá mất thời gian với mấy cái đó đâu. Khi nào mà mình thực sự cần thì mình sẽ trở lại mấy cái hang này để đào sau nhá. Còn bên kia là Emerald giả. Mình biết chứ bộ. Và phía bên này thì không biết còn còn kim cương không nhỉ? Để qua kiểm tra nốt luôn coi. Có vẻ là hết kim cương rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở thêm một cái con đường nữa và kiểm tra coi có thêm kim cương không nhá, trước khi mình trở về nhà nha các bạn. Ui, mình chỉ đào lung tung ở đây để kiếm thêm sắt đen không mà có thêm kim cương thiệt nè. Được bao nhiêu viên đây? Được 3 viên nữa. Nhiều hiện sự luôn á, hôm nay đi mai quá là may mắn luôn. Rồi và mình sẽ đào thêm một ít nữa coi. Có thêm khối emerald nè. Hay là bây giờ mình làm đổi sang mình làm giáp emerald ta. Ơ nhưng mà thôi, giáp emerald sao xịn bằng giáp của siêu anh hùng được đúng không? Ở đây mình đang đổi nón của siêu anh hùng mà, nên không nên đổi đâu, chỉ nên dùng emerald để làm dụng cụ hoặc là chế tạo những thứ cần thiết thôi. Mình tìm thấy Transformium Orb rồi nè các bạn ơi. Đây cái quặng nãy giờ mình tìm muốn chết nè. Wow, để làm cái ổng á. Được 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 được, mình sẽ đào ra một cái coi không biết có đủ sức đào chưa nữa. Wow, được luôn. Đó, một lần thì mình có thể làm được một cái à, và mình cần phải có cái ổng đúng không? Cái ổng này là của khi mà chết là cái bộ đồ mình vứt vô trong cái ba lô rồi. Hơi bị nhiều tranh phơi đi âm ọt luôn, để mình dùng hammer đào cho nó nhanh. Ui chết rồi. Ui đào được, may quá. Được 5 cái tranh phơi đi âm ọt hả ta? 5 cái hả? Ồ, không cái biết có đủ làm không nữa. Chưa chưa, để một xíu lên trên thì mình sẽ kiểm tra lại công thức. Còn giờ thì mình sẽ tiếp tục đi đào để tìm thêm loại những loại khoáng sản khác nhá. Sau chuyến đi mai thì cái rương của mình đã chứa đầy những khoáng sản rồi nè các bạn ơi. Và lò nung của mình thì công suất nấu của nó không được nhanh á, nên mình sẽ nâng cấp nó lên nhá. Đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị một ít sắt nè. Sau đó lấy cái lò nung này ra. Rồi và thử cho vô đây coi. À, bao bọc nó bằng sắt giống như vậy. Úi. Ui sao nó ra cái gì vậy? Hay là cần khối sắt ta? Ơi chết chết chết, khối sắt không phải vậy, khối sắt gì mới đúng. Ui chết rồi, giờ hình như mình thiếu sắt rồi. Đại gia sắt bây giờ lại thiếu sắt ta. Ủa mình nhớ rõ ràng cái lò nung sắt là. Ủa. Chết rồi, nó bị trùng công thức các bạn ơi. Giờ sao giờ? Nó bị trùng công thức rồi nè. Nó trùng công thức cái microwave. Ủa gì?
Khó xử vậy. Trời ơi, trong đây công thức mà cũng bị trùng nữa. Không biết cái này nó dùng để làm gì ta. Hả? Cho sắt vô hay là cho quặng vô nhỉ? Biết đâu nó lại nung quặng ra giùm mình thì sao? Đây, cho vô. Không cho vô, nó không có nấu. Ủa. Chết mình rồi, vậy là mình không xài được những cái là nung ha, sắt vàng kim cương rồi đó, tại vì nó bắt buộc phải nâng cấp từ từ lên mà mình không làm được sắt sao mà làm được vàng đúng không? Thôi tạm thời thì đành phải dùng cái lò nung bằng đá thôi chứ biết sao giờ. Và mình sẽ mở thêm hai cái lướt bát này nhá, hy vọng là có được đồ xịn nhưng mà nó cho được cái giáp ngựa kim cương cũng tạm ổn đi. Rồi cái này thì cho mình emerald, bánh mì ăn và một cái gậy nữa, mình có cái gậy đó rồi á. Xô nước thì mình sẽ múc nước đây để chuẩn bị cho chuyến khám phá tí nữa luôn nè. Ủa nhưng mà hình như mình mất luôn cái ủng thiệt hả ta? Trong cái này mình không thấy cái ủng các bạn ơi. Hồi nãy mình sợ mình đánh với con kia mình quên cái mình vứt nhầm cái ủng đi mất tiêu rồi á. Mình núp thiệt sự luôn. Rồi và MR thì mình sẽ cho vào cái rừng này đi, gậy cho vô rừng trên. Và mình sẽ lấy thêm ít cái thịt nữa để mình có thể ăn trên cái chuyến đi khám phá nhá. Amethyst hình như mình có thêm đúng không? Để mình làm một cái kiếm mới đi chứ dùng rìu chiến đấu nó cũng không ok cho lắm đâu, hơi toan á. Rồi kiếm Amethyst theo công thức giống như vậy nè. Đó, đánh nhau cho nó tốt hẳn nhá. Và mình sẽ bắt đầu lên đường thôi. Không biết hôm nay mình sẽ đi về hướng nào nữa ta. Ở tập trước thì mình đi về hướng Bắc rồi nè, hay là hôm nay mình sẽ đi về hướng hướng này là hướng Tây đi các bạn ơi. Hy vọng là hướng Tây sẽ có nhiều thứ để mình có thể khám phá hơn. Thiệt tình mấy con vua này đâu rồi? Yun hả? Yun hả? Ui, con Yun bự dưới kìa, hàng gì mấy anh hiệp sĩ đứng ở dưới này hoài luôn. Nè nè nè, nó. Các bạn có thấy con Yun bự không? Ui, mấy anh hiệp sĩ bỏ ăn bỏ uống ra đây canh mấy con Yun. Mấy anh này tốt thiệt sự luôn á. Con này lì vậy ta. Của ai đây? Nhồi nhồi lên là nhìn mắc ghét rồi. Rồi đi tiếp thôi các bạn ơi, kể với con Yun nó đi, ít bữa nữa bị mấy anh hiệp sĩ ha bơi lên đơm bây giờ nè. Đây và đầu tiên thì mình thấy bên này nó có cái quặng gì mà nhìn đẹp vậy? Chị hồi ra con cua. Thôi mình chưa cần cua nên mình sẽ không có đào ra. Và phía cạnh của làng mình có một cái pho tượng, và hình như pho tượng này cũng có khối sắt thì phải. Đúng rồi kìa, nó có mấy pho sắt ở trên ngực luôn. Để mình qua đó mình kiểm tra thử nhá. Hy vọng rằng bên trong nó sẽ có những món đồ tốt giống như pho tượng ở tập trước để mình có thể khai thác nữa chứ. Lượm được cả đống mấy viên đá vô cực luôn. Mình chỉ mới có 3 viên thôi à, chưa đủ để làm găng tay vô cực đâu. Phải tìm thêm 3 viên nữa thì mới đủ đó. Và bắt buộc là phải khác màu nhá, hoặc là cùng hết một màu. Rồi và coi nào. Giờ thì mình còn thiếu một ít cái block mà, để mình trèo lên trên cái đã. Đây, trèo lên theo con đường này đi. Rồi, đào thêm một ít nữa. Mình đang hồi hộp quá, không biết cái này nó có cho đồ không ta. Tại vì nhầm khí á, mấy pho tượng này không có đồ đâu. Hên xui lắm luôn ấy. Hên thì gặp pho tượng có đồ, mà xui thì không có đồ bên trong đâu. Và tới nơi rồi. Hy vọng là chỗ này sẽ có đồ. Ui, leo lên cái đã. Ui, nước không tới. Đây, gì thì mới tới nè. Rồi, vào bên trong thôi nào. Cái này phải đường chính vô không ta? Ui nó có cái cầu thang. À đây 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 có rương. Ui cái chỗ này có đồ nè. Được một cái lướt bát với sắt hả? À, gậy thì mình có nhiều rồi nên mình sẽ không lấy nữa đâu. Cho mũi tên thôi, dục luôn. Mình đâu có cung tên đâu mà cho mũi tên làm gì không biết nữa. Còn cái này thì sao? Cho súng tạo ra cánh cổng nữa chứ. Mình có cây rồi mình sẽ không lấy thêm. Lấy thuốc súng nè. Lấy bánh mì để ăn. Xô thì có rồi nên không lấy nữa. Và lên tiếp tầng trên nữa. Ui tầng này thì có tới hai cái rương lận các bạn ơi. Ba sao cho toàn súng dịch chuyển không vậy? Cái này là có yên cưỡi nè, redstone lấy tạm luôn đi. Và lên trên này không biết có phải tầng cuối cùng chưa ta. Ui tầng cuối cùng rồi, mong rằng sẽ có đá vô cực nha. Rồi luôn, ý nè. Được hai viên đá vô cực nữa. Một cái áo giáp của Iron Man. Rocket. Chịu hồi ra con bà phù thủy, táo vàng nè, Pandora Box với Portal Spawner. Biết dùng để làm gì nữa nhưng mà cứ lấy tạm trước đi các bạn ơi. Ấy và cái này là gì đây? Secret Craft Chest. Cái kiểu như là cái rương 7 bí mật hả? Wow, trong đây có vẻ mấy đồ ha, thú vị không nè, để xíu mình sẽ ra ngoài và test hết luôn. Ủa như vậy thì pho tượng này cho mình thêm được hai cái viên đá vô cực nữa. Không biết nó có bị trùng với mấy viên ở nhà mình không ta?
để tí giờ mình sẽ đọ lại nhá, còn giờ thì đi xuống dưới thôi nào. Và mở mình sẽ mở bắt mở trước mấy cái suýt chết qua nay mình suýt chết mấy lần luôn các bạn ơi, cũng vụ té té đó không á, mình hậu đậu quá. Ở đây có nhiều mấy con bọ vậy. Ủa con chuồn chuồn chứ. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu mở lướt lát trước nè. Cái đầu tiên cho Ruby, hắc diệm thạch. Sơ thì không cần đâu, con cái là đủ xài rồi, nên mình sẽ vứt đi cái lướt lát đó. Cái lướt lát thứ hai cho bánh mì nè, lấy tạm. Và cái lướt lát thứ ba cũng là cái cuối cùng cho nhẫn dục luôn. Nhẫn mình không có thích lấy đâu, tại vì mình không có slot để đeo vô á. Rồi và cái này có áo giáp Iron Man hả? Hơi bị đẹp luôn á, mình sẽ thay thế cái bằng cái áo giáp titanium nha. Rồi và có một cái rocket nè, nhưng mà rocket đó để dùng chung chung với full set đồ Iron Man á, nên bây giờ mình chưa có dùng được cái rocket này đâu. Mình không có dùng được các bạn ơi, khá là tiếc á. Rồi và để mình đi khám phá xa xa một tí nữa đi, rồi mình sẽ bắt đầu sử dụng cái Pandora Box xem như thế nào nhá. Chỗ này có con gì đặc biệt không? Ừ, chỗ này có vẻ không có con gì đặc biệt rồi. Và phía trước mình hình như là một cái khu rừng taiga. Ở dưới thì có mấy cái con gì nhìn giống mấy con gì ta? Con đó là Lisa hả? Con hằng lằn hả? Không biết Lisa có phải con hằng lằn không nữa. Ui. Giờ mới gặp mực nè. Trời ơi, nãy giờ cái lúc mà mình đi tìm mực để làm cái quyển sách và bút lông á, tìm cả buổi trời mới gặp, mà bây giờ đi xíu để gặp mực rồi. Cây thật sự luôn. Ăn cướp ăn trộm với ban ngày, ăn cướp ăn trộm với ban ngày này thì ăn cướp ăn trộm nè. Rồi và mình sẽ nhặt một vài thứ mà nó rơi ra nhá. Cái con mực này, mực ổn sượt nè, dám quýnh mình hả? Ở trong Minecraft này á có hai loại mực nha, mực hiền với mực hung nha các bạn. Mấy con mực hung là như con mấy con đó đó, nhỏ nhỏ mà sung thánh thần luôn, chuyên gia kiếm cớ để quýnh mình không à. Có cái Water Dragon chạc nè, lượm luôn và vứt bớt mấy cái willpower đi vì nó không cần thiết. Và đi tiếp thêm một đoạn nữa coi. Ý, ủa cái này là cái con cưa cây. Trời ơi, tưởng đâu con dùng đất không chứ. Ui, vào giữa cái nó các bạn có thấy nó cưa cây không? Nó bật mấy cưa, nó cưa ẹn 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 luôn á, mất tiêu cái cây rồi nè. Ôi, nhưng mà mấy con này ngộ nha, nó cưa cây gỗ băng sam lại gơi ra cây gỗ sồi. Không hiểu luôn, nó cưa xong nó biến đổi cái gỗ của người ta luôn chứ, bó tay thiệt. Và giờ mình sẽ làm ít cái miếng thịt bò bít tết đi để mình cho nó đầy cái ống thức ăn. Chỗ này thì mình test Pandora Box chưa an toàn đâu, vì có rất là nhiều cây á, lỡ gây ra một vụ cháy rừng thì không hay lắm. Ui, phía bên này lại có thêm một tên cướp nè. Ăn cướp hả? Ban đêm bắt đầu lộng hành. Đi cướp hả gì? Dám đi cướp. Hay là mình ra giữa cái đảo ta? Hồi nãy mình thấy ở đây có cái đảo nè. Được đó, test trên mấy bé bò vàng luôn. Có gì ha? Mình với mấy bé bò này chịu trận nhá. Rồi có hoa này mình sẽ vứt cái gì để lấy hoa ta? Cầm sẽ lấy một ít cái hoa về và test cái Pandora Box thôi nào. Các em hãy cầu mong đây là một cái rương may mắn đi và mở ra nè. Cái gì nào? Tạo ra mấy cái cây các bạn ơi. Ui, nó tạo ra cái cây nhưng mà kỳ lắm. Cái cây làm bằng sỏi. Là sao? Ủa, có gì đặc biệt không? Mất tiêu luôn rồi. Như vậy thì cái Pandora Box này nó chỉ tạo ra cái cây bằng sỏi thôi hả? Nhưng mà cũng ghê ha. Tự nhiên cái cây nó không có cái phần thân bằng gỗ mà lại bằng sỏi. Và cái đống cây trong khu vực này luôn chứ không phải một cây á. Ui, đúng là mấy cái Pandora Box này nó hơi nguy hiểm á. Nó tạo ra cây đỡ, tưởng đâu nó tạo ra cây TNT mà nó tự động phát nổ thì có nước nát thế giới mình luôn á. Tại vì số lượng TNT nhiều quá thì máy nó sẽ bị giật lag kinh khủng luôn á các bạn ơi. Rồi và phía trước mình có cái ngôi làng hay sao vậy? Ủa, trước mình lại có thêm một ngôi làng rồi. Để giờ mình sẽ áp sát và khám phá thử ngôi làng đó coi có cái gì nào. Ui, mình nhìn thấy gì đây? Dân làng đang ngủ. Mấy dân làng thì ngủ vậy, ngộ vậy, úp mặt xuống đất nè. Ủa, úp mặt xuống giường chứ. Cái mũi bác ấy ha, rổ qua cái giường luôn. Ui.
Ui mấy anh này khó tính quá, nhìn lén ngủ cũng không cho nữa. Có đâu khó tính vậy, vô ngủ chung được không? Ui vô coi ngủ. Ui đừng đừng đừng, tôi muốn ngủ chung. Ủa bác này đang ngủ hả? Nhìn nhiều lắm mà nha, bắn người ta hoài nha. Người ta vô ngủ không cho ngủ chung thì thôi. Ừ em đứng đây đi, bắn chúng mấy dân làng luôn. Đó rồi, đó, bắn dân làng đi. Dân làng của mấy anh đó, mấy anh bắn đi. Điều... Ui trời trời. Gỗ mất tiêu luôn rồi, độn đổ luôn rồi. Mấy bé chung này hay tới mức độn đổ luôn các bạn ơi. Ngôi làng này có vẻ khó tính quá à. Vô nhìn ngủ xíu thôi mà cũng không cho nữa. Cọc cằn, thôi mình đi luôn. Chắc tưởng mình là ăn trộm ban đêm vô làng chứ gì. Mấy này kỳ ghê á, người ta người đàng hoàng mà ai lại đi ăn trộm bao giờ. Và coi nào. Ý, đằng này có pho tượng nữa ta. Không biết pho tượng nó có đồ không nữa. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần và kiểm tra nhá. Ủa có rương. Ui có đồ, có đồ. Được được được, có cái ba lô dơi nè. Và có đường lên bằng cái thang leo. Ý, con skeleton này không sửa. Hôm nay tao có kiếm rồi đó. Ta có kiếm rồi, nên đừng có cà khịa ta nữa. Tao quýnh cho chết. Và giờ thì mình sẽ mở cái lít bát này kiểm tra thử. Lại thêm một cái ba lô dơi nữa. Ui nhiều ba lô dơi vậy ta. Lấy thêm bánh mì nè. Rồi và tiếp tục lên trên thôi. Khi lên trên thì mình sẽ bắt đầu cất bớt đồ ở trong ba lô nhá. Ui Chimunk. Hình như em này có phải là sóc không ta? Mình nhìn giống con sóc quá à, không biết có phải không nữa. Rồi mình sẽ cắt bớt đồ vào trong cái đã. Cắt cái rương bí ẩn nè. Rồi ba lô. Cái ba lô cắt chung không được. Vậy cắt cắt gì đây? Cắt ruby mấy cái loại khoáng sản đi. Rồi và trong... À cái này nó có thêm một cái viên đá vô cực nè. Màu vàng. Wow, hôm nay đi mình tìm được ha, 3 viên đá vô cực luôn nha. Không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ có thể chế tạo được cái găng tay của Thanos rồi. Thêm một viên nữa là viên thứ tư nè. Hên quá, hên quá. Rồi giờ mình sẽ bắt block để đi lên trên thôi. Ui, mới làm gì mà mình nhảy cao vậy ta? Ui, không hiểu, lâu lâu cái tự nhiên mình nhảy cao ghê á. Rồi trèo lên trên. Trên này thì có một cái áo giáp gì đây? Power Armor Jet Play. Cái này dùng để chế tạo của áo ấy, hình như là cái này áo Batman nâng cấp hay sao ấy. Ừ, trong này thì đồ văng ra ngoài hết trơn rồi, để mình kiểm tra trong này coi có cái gì nhá. Rồi, đầu tiên thì cắt bớt đồ trong cái đã. Có nón cọp hả? Thôi nón cọp thì không cần đâu. Như vậy thì cái ôi trời. Người mình bây giờ bấy nhầy mấy mũi tên trơn rồi. Như vậy thì cái pho tượng này đã cho mình thêm 2 viên đá vô cực nữa các bạn ơi. Cũng như là thêm được thêm được cái gì nào. Một cái áo giáp siêu anh hùng nữa. Nhưng mà không biết cái này có phải là phiên bản nâng cấp của áo giáp Batman không ta. Thì mình thấy công thức này nó cần áo giáp Batman nè. Chắc là vậy rồi. Và giờ thì mình sẽ lọc lại đồ rồi sau đó trở về nhà nha các bạn. Chứ giờ thương tích của mình là đầy mình luôn rồi á. Ui mình nhặt được cái ủng rồi nè. Ui may quá các bạn ơi. Ui may mà mình tìm lại được á. Vậy là mình có thể trở về và biến hình lại rồi. Biết ngay mà. Thì mấy con dung này á có một tuyệt kỹ đó chính là móc đồ thần thánh ấy. Mình mà bất cẩn là nhiều khi nó móc hết đồ trong ba lô mình luôn ấy. Không đùa được đâu. May mà vẫn tìm kịp trước khi trời sáng rồi. Giờ thì mình sẽ trở về nhà để ngủ một giấc sau một chuyến khám phá dài đằng đẵng thôi. Tomorrow. Nhưng mà hình như mình mất lại cái ủng của siêu anh hùng rồi các bạn ơi. Đó các bạn thấy chưa, được cái ủng này thì nó mất cái ủng kia rồi. Để xíu mình rảnh mình lại kia mình tìm lại cái ủng của cái đó là của Black Widow sao nhá. Rồi giờ thì mình sẽ tổng kết sau chuyến khám phá ngày hôm nay. Mình đã tìm được khai khá đồ trong này nè. Mình cũng cắt bớt một vài loại khoáng sản vào rương rồi. Và ở đây nó còn có một cái rương, đây cái rương 7 bí ẩn, cái bí mật. Mình không biết nó sẽ như thế nào nữa. Mình sẽ test thử nha, đây test ngay vị trí này coi. Hey, that's pretty good. Ui, ok, cái này đi giấu kho báu là cực tốt luôn á các bạn ơi. Wow. Cái này có công thức không? Có công thức luôn. Ui, được, cái này á, ai có bạn bè mà ưa chôm đồ đúng không? Cứ làm cái rương giống như mình, giống như vậy nè. Đặt vô đây, nó gì mà ai mà biết được. Có thể cất đồ xịn vào bên trong. Được khi xử các bạn ơi, thì ra công dụng của nó là như vậy hả. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu trang bị vào áo giáp của
Đây 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 đây, áo giáp này là tên là Verb Verb các bạn ơi. Đội cái nón vô các bạn xem này, đầu mình bé tẹo lại luôn rồi. Cái áo thì sao? Đó, giờ tới phần người bé tẹo lại, kế đến là cái quần và cuối cùng là cái đôi ủng. Xong. Như vậy thì mình đã biến hình thành công rồi và mình có thể biến lại thành dạng xe. Đó, đây là dạng ô tô siêu tốc nhá. Hình như xe này xe của cảnh sát hay sao các bạn ơi. Máy chạy cực kỳ nhanh luôn nè. Nhưng mà nó hơi chóng mặt xíu. Có bị chôm đồ không? Có bị chôm đồ không? Ủa không biết mình có mắc cái gì không ta? Cần nhìn kỹ á nha. Hình như không mắc gì hết. Ok, miễn sao còn full bộ giáp của mình là ok rồi. Nó sắp tới thì mình sẽ sử dụng cái bộ giáp này giống như là một cái phương tiện di chuyển á, cực kỳ nhanh để mình có thể khám phá ở những nơi khác và tìm thêm những món đồ xịn sò con bò nha. Và tổng kết thì mình có được bao nhiêu viên đá vô cực rồi ta? Trong này á, thì mình có được 1, 2, 3, 4 viên. Ở tập trước tìm được một ít viên nữa, coi đủ đá vô cực chưa? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 viên rồi. Mình đã tìm đủ 6 viên đá vô cực rồi các bạn ơi. Thật là tuyệt vời. Wow. Rồi và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng chế tạo những món đồ xịn sò cũng như là nâng cấp sức mạnh lên để không đánh mất bất kỳ người bạn nào khác nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.